giới thiệu tới toàn thể quý vị anh chị em nhà mình. Trước mắt các bác, đây là một trong những mẫu sập ba thành rất kinh điển mà bên đồ gỗ Cao Cấp Sáng Trang rất tự hào là một trong những đơn vị chuyên sâu sản xuất các dòng sản phẩm nội thất có mã độc quyền các bác ạ. Và đây là một trong những sản phẩm thể tinh hoa của người thợ các bác nhé. Đó, mẫu sập ba thành cửu long tranh châu được cơ sở đồ gỗ Sáng Trang trong một năm qua. Chiếc sập này là đơn thứ hai các bác nhé, đơn thứ hai. Đây là một chiếc sập được cơ sở bên em làm trên nền tảng chất liệu gỗ vụ Lào các bác ạ. Đó, thì hiện tại các bác, đây là cái quá trình mà người thợ bên em, đó, em trai đang dựng sập các bác nhé, đang dựng sập. Hàng tháo lắp các bác ạ, toàn bộ là hàng tháo lắp. Tất cả đều là hết hết các bác nhé. Đó, hàng tháo lắp. Đây, kể cả cổ này cũng là cổ liền, có hết các bác ạ. Đó, em quay ở bên trong này, quý vị anh chị em mình cảm nhận này. Đây có thế này, chức năng của những cái này đấy là chức năng của cái bọ các bác nhé. Cái bọ này để nó kéo cái yếm, cái cổ nó sẽ không bao giờ cong vênh ướn ra bên ngoài. Đây các bác nhìn bên em làm mọng này, tất cả đều là mọng liền, bén tít từ trong ra ngoài các bác ạ. Đây, đó, đây là một trong những kỹ thuật làm đòi hỏi trình độ người thợ đỉnh cao các bác ạ. Chiếc sập này có thông số kỹ thuật là 2m08, 1m08 và khắc họa bức tranh cửu long tranh châu. Em Sáng rất tự hào là một trong những đơn vị chuyên sản xuất các dòng sản phẩm tắp đồ gỗ đẹp độc đáo phục vụ quý vị anh chị em. Đó, chiếc sập này là em Sáng làm cho một anh trai ở Bình Dương các bác nhé. Đây là một trong những người anh vô cùng tuyệt vời là tin tưởng đồ gỗ Sáng Trang trong năm qua, đặt rất nhiều đồ. Và cứ mỗi một sản phẩm là một cái tâm huyết mà đồ gỗ Sáng Trang mang đến cho những khách hàng của mình. Sập đục tứ diện các bác ạ, sập đục tứ diện từ trong ra ngoài. Đấy các bác ạ, mặt trái mặt phải, mặt trái mặt phải đều đục to nhé. Đây giới thiệu với các anh chị em, đây là mặt của sập đây. Đó, mặt của sập bên Sáng vào vừa vào khung tranh đây, mặt liền một tấm các bác nhé, mặt liền một tấm, rất nặng các bác ạ, cực kỳ nặng luôn. Đó. Rồi, giờ giới thiệu quý vị anh chị em nhà mình, đây là cái vách ở giữa này các bác này, đó các bác cảm nhận này, đây là hàng mộc. Em Sáng chưa hoàn thiện bất kỳ một khâu nào đâu, đang trong quá trình làm thô nhé các bác nhé, đang trong quá trình làm thô, rất tuyệt vời, đó rất tuyệt vời. Sản phẩm 100% đều là sản phẩm hàng tháo lắp các bác nhé, hàng tháo lắp mộng đỉnh cao nội thất Trung Hoa các bác ạ, đỉnh cao nội thất Trung Hoa, đó. Đây là ván tay này các bạn, đó. Ván cổ tay sập này, đục hai mặt này các bác này, đục hai mặt. Nếu các bác có nhu cầu, các bác có thể liên hệ để sớm đặt hàng. Ở những sản phẩm này thì không bao giờ có sẵn các bác nhé, em Sáng nói luôn, không bao giờ có sẵn. Em Sáng chỉ làm theo đơn đặt hàng thôi. Mỗi một sản phẩm của đồ gỗ Sáng Trang gần như là sản phẩm limited luôn. Khi mà các bác trải nghiệm của đồ gỗ Sáng Trang, các bác yên tâm là mẫu mã các bác không bị đụng hàng các bác ạ. Đó là một nguyên tắc em Sáng chia sẻ với các anh chị em. Còn về chất lượng, em Sáng cam kết đây là một trong những mẫu sập có chất lượng tốt nhất, đỉnh cao. Đó, còn rất nhiều cái công việc phải làm các bác ạ. Đây này, những vị trí như này này, sau mình phải lạo gọt các bác nhá, lạo gọt tỉa tót lại bắt đầu mới đi vào đánh giấy giáp được các bác ạ. Ở cái mẫu sập cửu long tranh châu này thì các bác cảm nhận đó là một tác phẩm nghệ thuật để đời các bác nhá, và nó thể hiện cho sức mạnh uy quyền của mỗi một người khi người ta trải nghiệm sản phẩm này đó. Và đặc biệt là mẫu bên em làm rất đẹp các bác ạ, cực kỳ đẹp luôn, từ những chi tiết cong bênh khe kẽ này vô cùng sắc sảo sắc nét các bác ạ. Đó, em sẽ chia sẻ với quý vị anh chị em thế thôi. Còn nếu có thời gian khi nào người thợ bên em dựng sập thì em Sáng chia sẻ tiếp để quý vị anh chị em mình cảm nhận được cái sự chân thật cũng như là những cái
sản phẩm tuyệt vời mà đồ gỗ sáng trang mang tới cho quý vị anh chị em. Xin trân trọng cảm ơn, chào thân ái.